Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, giàu nang. Hôm nay Sơn làm cái món đùi gà tiềm bí đỏ. Đây mình mua được 6 cái đùi gà. Đùi gà này mình dùng rửa muối sạch hết rồi. Đây phải chuẩn bị ít hạt sen. Hạt sen này mình cũng luộc rồi. Và 4 vị thuốc bắc. Đây có nước tương đen, bí đỏ. Đây đồ nêm nếm thông thường thôi. Tương cà, tương ớt, tiêu, hành, ngọt. Hết cái tương đen lên, áp chảo cái vô cho cái da gà này nó thơm. Ăn miếng đùi gì nên nó ngon. Mua miếng con cái xương sóc tùm lum hết. Anh em ăn mình thi mình thấy cạp xương rồi mình thấy nó bu quá. Trừ khi mà mình không có dùng mà thịt thì buộc phải dính xương thôi. Mình thấy cạp nó bu quá. Những đùi nó tiện. Đây mình chọn lại mình làm cái sốt luôn cho nó tiện. Hồi khỏi nó không mình nêm từ từ từ. Thứ nhất thứ hai nữa mình làm cái sốt cho nó thơm luôn. Vô nước dùng cho nó ngon. Tương cà, tương ớt, dầu mè, tiêu hột, muối, bột ngọt, hạt nêm, đực, cà phê. Tím tỏi vàng thơm thì mình cho cái sốt thì vô. Sốt thì vô mình làm cho nó thơm luôn. Thì mình cho hạt sen. Hạt sen này nó cũng đã luộc rồi. Chắc là mình cho cái gà vô. Cái gà này nó cũng mau chín. Gà mà chín quá thì nó không ngon. Nó mềm ụp không ngon. Giờ mình cho cái thuốc bắc vào vô trước. Thuốc bắc nó ra mùi xong nó rút vô cái đùi gà này. Ăn tới luôn. Rất hấp dẫn luôn. Chùm lửa riu riu từ từ thôi. Rất hấp dẫn luôn. Để mình cho ít hành vô. Thơm. Cái này ăn bổ, hạt sen, rau đỏ, chi tử tùm lum. Xin chào ông bà cô bác anh chị và các bạn. Xin chào ông bà cô bác anh chị và các bạn. Đây hai anh em thi nhau ăn cái món mì gà tiềm bí đỏ thứ bữa ha. Đây trong này có vị thuốc bắc, 4 vị thuốc bắc, hạt sen, bí đỏ nữa. Đó. Rất hấp dẫn luôn. Mình căng cái. Căng cho hai anh em nó cân bằng với nhau. 1 ký. Yếu hơi yếu. Chỉ hơi yếu thôi. Em trai nó gì luôn. Chừng đổ thấy. Dạ. 3 ký 8. Đó. Hai
anh em mỗi người ba cái dĩa á. Cái này thì mình nghĩ anh em ăn thì mình nghĩ chắc cũng lẹ, nhưng mà nóng nha, ăn từ từ nha. Dạ. Vì nóng á anh ơi, dùng khổng lồ nha. Bây giờ hai anh em được 25 phút đó. Ok. 30 phút á thì bình thường rồi, 25 phút ha. Phải siết nha. Cũng như thường lệ luôn, 1.300.000. Đây, trong vòng 25 phút, cứ cho lắm thì cho lên đi. 1-2 là lắm đó. Rồi, thì xong không? À, Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng mì với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Wow.
Thank you.
Thôi thôi vừa thằng này xương sạch hết, có 15 phút quá hay. Sống hay nữa, cực kỳ hay. Anh Huy cho em cái cảm nhận anh ăn cái món gạt về mày, cảm nhận nó sao anh Huy? Lạ bí rồi, cái nghe cái táo rồi á, hạt sen rồi cho ăn rất ngon. Ngon hả? Cái nước dùng á ngon. Ok, phần thưởng anh á. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn lại, bye bye.